Các bạn thân mến, các bạn ơi, mình đang quay cho các bạn xem nhé, một cái set sản phẩm quà tặng cho một em khách nam, em ấy mua để tặng bạn gái của mình. Đó thì đây là cái sản phẩm bạc ta, rất phù hợp cho các bạn mình mua làm quà tặng mọi người nhé. Cái việc các bạn nữ nhé, hoặc là người thân của mình ấy, mình mặc trang phục hàng ngày thì rất là cần phải có trang sức để mình mix theo nhé. Đấy, mix theo những cái bộ đầm đấy, bộ quần áo, bộ váy đẹp đó thì nó sẽ tăng thêm cái vẻ đẹp cho cái người mặc đó. Cho nên là cái trang sức là một cái phần không thể thiếu được đối với mỗi chị em phụ nữ. Cho nên là các bạn hãy tham khảo nhé, tham khảo những cái sản phẩm trang sức bằng chất liệu bạc ta như thế này đấy, để mình làm quà tặng rất là nhiều mẫu luôn mọi người nhé. Ở đây là mình quay demo để cho các bạn xem một cái mẫu này thôi, để gợi ý cho các bạn là nếu như bạn nào mình có nhu cầu, mình muốn quà tặng nhé, mình muốn mua một cái sản phẩm quà tặng mà mình chưa biết mua cái sản phẩm gì, bởi vì là nhiều khi các bạn cứ mua những cái sản phẩm mà nó quen thuộc quá rồi, mọi người muốn thay đổi đi thì các bạn hãy nghĩ nhé, hãy nghĩ luôn những cái trang sức nhé. Đấy, trang sức bạc ta như thế này đó thì vô cùng là đẹp luôn, và bên mình có rất là nhiều mẫu. Ví dụ đây là một cái sản phẩm bằng vòng tay nhé, bằng chất liệu bạc ta đó, và đây là một cái dây chuyền rất là nhỏ xinh. Đấy thì các bạn nếu như có điều kiện thì mình mua cả một bộ như này đấy, hoặc bạn nào mua thêm nhé, cả bông tai đấy, rồi thậm chí là nắp tay nữa nhé, nắp chân đó, thì nhẫn đó thì nó sẽ thành một bộ đủ luôn, thì các bạn tặng thì rất là ý nghĩa luôn. Còn bạn nào mình không tặng cả bộ nhé, mình không có điều kiện tặng nhiều, thì các bạn có thể tặng một trong những cái món đồ đó thôi, ví dụ chỉ riêng vòng tay này đấy, hoặc là riêng cái dây chuyền này thôi nhé. Đấy thì là nó cũng rất là ok rồi. Đấy thì nó tùy theo cái điều kiện của mình thôi, các bạn muốn như thế nào thì mình cũng có nhé, để đáp ứng cho các bạn. Các bạn cần tư vấn nhé thì liên hệ với mình, bên mình còn rất là nhiều mẫu, bởi vì đây là những cái sản phẩm thời trang cho nên là thường là hàng có sẵn và nó có thể thay đổi mẫu liên tục mọi người nhé. Đó cho nên là các bạn có nhu cầu đấy, mình mua để làm trang sức, hoặc là các bạn mua để làm quà tặng nhé, thì mọi người liên hệ với mình đó. Các bạn xem ở cái thời điểm nào thì các bạn hãy liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0966 646 460 đó, thì mình sẽ gửi những cái mẫu mới nhất đẹp nhất qua Zalo nhé, tại cái thời điểm mà các bạn cần mình tư vấn đó. Thì các bạn yên tâm là có rất là nhiều mẫu đẹp đấy, vô cùng là đẹp và dễ thương luôn, để phù hợp cho các bạn là làm quà tặng. Cho nên mọi người hãy nhớ đăng ký kênh nhé đấy, và liên hệ với mình sẽ tư vấn cho các bạn một cái món quà thật là ý nghĩa để các bạn tặng người thân của mình đó. Thì mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.